Em xin chào tất cả các chị yêu đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng Sáu Đáp Cứng Nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về dòng sản phẩm là kem đánh răng dành cho người thích uống cà phê và uống trà nha mọi người. Đây đó, chị nào mà thích uống cà phê và uống trà thì mua dòng sản phẩm kem răng này về xài để có một cái hàm răng trắng như thế này nha mọi người. Đây là một cái dòng sản phẩm kem đánh răng Spas dành cho người thích uống trà và cà phê. Thì đây là một cái dòng sản phẩm hàng của Thái Lan 100% luôn. Cái vị của nó là đánh vô thì thích gấp đôi lần so với sử dụng những cái hàng Việt Nam, và giúp cho là hàm răng của mấy chị siêu trắng, làm bóng sáng răng sau một tuần sử dụng, chống sâu răng, và tinh chất bạc hà làm thơm miệng, tạo men răng không mòn răng, không tẩy như kem đánh răng thường. Và đặc biệt là dòng sản phẩm này là sử dụng hàng ngày luôn, đặc biệt là loại dùng cho người thường xuyên hút thuốc và uống cà phê thì nó sẽ lấy đi những cái vết ố vàng rất là nhanh. Thì đây là dòng sản phẩm rất là ok, và đặc biệt là khi mà các chị mua một cái tip này thì nó sẽ tặng một cái tip lớn, nó sẽ tặng thêm một cái tip nhỏ này đó, mọi người thấy không? Hai tip này thì mấy chị sử dụng cũng phải là sáu, nếu mà mấy chị sử dụng cả gia đình ở thì tầm 2-3 tháng mới hết nha. Cái dòng sản phẩm này á thì rất là cái vị của nó là vị cà phê và vị trà xanh nên rất là thơm, và đặc biệt là nó sẽ lấy đi những cái vết ố trên răng. Ví dụ như mấy chị ăn uống mà đánh răng không kỹ á, nhiều lúc cái vết vàng nó sẽ bám vào răng, cũng như là nó sẽ có một cái mùi hôi trong miệng, thì cái này là cái có cái tinh chất trà xanh, nó sẽ giúp cho giải phóng cái mùi hôi của mấy chị một cách rất là ok, và nó sẽ tạo cái men răng cho mình, và nó không có làm hư hại răng, cũng như là không gây mòn răng, cũng như là không gây ê bút gì luôn. Đây là một dòng sản phẩm trắng răng của Thái, chính hãng 100%, mấy chị thấy không? Đây toàn chữ Thái không, mẻ vạch chép nè. Rồi cái sản phẩm của nó in toàn là chữ Thái không nha mọi người. Đây là hàng nhập khẩu nên mọi người cứ yên tâm mua cái sản phẩm tại shop em. Hiện tại là hàng giả hàng nhái khá là nhiều và rất là nhiều. Mọi người nhiều lúc là cũng không hề phân biệt được đâu. Khi mà mấy chị mua về sử dụng mới biết được là mình đã mua trúng hàng giả hay không. Thì bên em là chuyên cung cấp hàng chính hãng, giá sỉ thì lúc nào cũng tốt và rẻ hơn những chỗ khác rất là nhiều. Đối với những chị nào mà muốn mua hàng bên em về sử dụng á, thì mấy chị có thể là mua là một tip như này thôi. Sau đó mấy chị cảm thấy hàng bên em chất lượng ok, tin tưởng thì mấy chị có thể là mua thêm rất là nhiều tip để mình về mình bán lại. Bởi vì khi mình mua những cái sản phẩm mà chính hãng mà giá mà rẻ ấy, thì mình về mình vừa kiếm được khách, vừa được coi sự tin tưởng của khách nè, rồi vừa kiếm được thêm một cái thu nhập, và đặc biệt là sẽ có một hàm răng trắng sáng và đẹp hơn rất là nhiều. Mấy chị sử dụng những cái dòng sản phẩm khác bình thường của Việt Nam mình sản xuất thì nhiều lúc á, mấy chị đánh trong cái thời gian nó đang sạch trong vòng khoảng một tiếng sau thì răng của mình cảm giác nó rất là nhớp, rất là hôi, bởi vì những cái thành phần đó nó chưa đủ để làm sạch răng cũng như là làm khử đi những cái mùi hôi trên cái khuôn, trong cái khoang miệng của mình. Nên mọi người hãy mua cái dòng sản phẩm này về để nó khử mồ hôi nè, làm trắng sáng răng, rồi bảo vệ răng, tạo cái men răng cho mình nữa, rất là ok luôn. Chị nào mà hoặc là chị nào mà có chồng hay gọi là hút thuốc, hoặc là uống cà phê hoặc là hay uống trà ấy, thì có thể là mua cái dòng sản phẩm này về để cho cái chồng của mình đánh cái răng cũng trắng hơn. Và đặc biệt là khi mà cái răng trắng hoặc là cái răng rất là sạch, rất là thơm thì mình tiếp xúc với người khác, hoặc là mình nói chuyện, hoặc là mình làm việc với người khác, nó sẽ rất là nhanh và rất là tiện lợi. Nó sẽ không có làm mình khó chịu, cũng như là sẽ không làm mình bị mất tự tin đâu nha mọi người. Hãy nhanh tay liên hệ đặt hàng qua số hotline là 0355 838057, hoặc là mấy chị có thể liên hệ trực tiếp qua cái Facebook bên em là Facebook Trần Thị A Lít chuyên sĩ mỹ phẩm, hoặc là trang cái Viber bên em là mỹ phẩm chính hãng shop Bát Cứng nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, bye bye mọi người nha.